46 ngôi sao, và trong đó cứ 2 ngôi sao là có một thợ chụp ảnh, có một nhiếp ảnh gia. Chúng tôi thuê toàn bộ nhiếp ảnh gia của thành phố Hà Nội hôm nay để phục vụ các bạn. Rồi, các ngôi sao ơi, chỉ đổi đây cái. Hàng đi taxi ở xa ngàn, cố gắng kiếm chi. Em đã có đây rồi. Nhìn ở giữa nhá, nhìn ở giữa. Cười gì mỏi mông mà. 1, 2, 3, kim chi cũng được. Đi Hàn Quốc ăn kim chi nhá.